à, đây thẳng không? Bao nhớ hết hồi cho thầy nha. Đó là sao bảo hộ? Bao đúng cây thuộc. Nhẹ nhàng bình tĩnh rồi hai, bắt đầu. Lại con, bình tĩnh lại. Cái tay đều lại. Chắp tay lại. Chắp tay duỗi nhanh lên. Nhanh, duỗi nhanh về trước. Chắp tay duỗi nhanh lên. Nhanh. Duỗi tay nhanh ra. Duỗi thẳng cái tay nhanh đi con. Ờ, nghỉ dây leo xíu thôi. Thầy ơi. Nghỉ dây leo xíu. Dạ. 60 bẹo đúng không thầy? Rồi, dòng nữa nè. Thầy ơi. Hả? 60 bẹo. Rồi, nghỉ dây leo bê phút đi. 60 bẹo. Nổi nữa. À, ok. Thầy nói nè. Cái tay thầy nói khi mà dưới nước là thầy nói là phóng nhanh nè. Nói như thế này, thấy chưa? Rồi, 2, 3, chạm chạm đều. Còn lại nè. Chắp tay phóng cái tay vào trước luôn. Phóng cái tay vào trước. Tay vào trước đâu. Tay vào trước nhanh lên xíu nữa. Cố gắng luôn. Thầy ơi, đúng không? Có đồ luôn. Nghĩ như leo xíu không? Rồi, ok. Rồi, giỏi. Rồi, ok. Thở nước không?